quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 13 tháng 8 năm 2020. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm qua ngày 12 tháng 8, thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nga Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao tặng kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dành trao tặng cho các cá nhân tổ chức đã có những đóng góp to lớn trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân các nước với nhân dân Việt Nam vì sự nghiệp hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trong thời gian công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, những người bạn Nga, ông Alexei Vladimirovich Popov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1 năm 2015, bà Maria Georgieva Mizonova, thăm tán Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 1 năm 2020, bà Natalia Borisova Zonkina, Giám đốc Trung tâm Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010, đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc gìn giữ, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Đặc biệt, đối với mảng công tác hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp và Hội hữu nghị Việt Nga Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tổng lãnh sự, bà Tham Tán, bà Giám đốc Trung tâm Nga trên các cương vị công tác khác nhau đã luôn dành sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện và chủ động, tích cực, phối hợp với Liên hiệp và Hội hữu nghị Việt Nga Thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trao đổi đoàn qua các kênh ngoại giao nhân dân. Thưa quý vị, như tin chúng tôi đã đưa, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã từ trần vào hồi 2 giờ 52 phút ngày 7 tháng 8 năm 2020, tức ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi. Quốc tang của đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sẽ được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8. Một trong những dấu ấn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu để lại trong thời gian làm Tổng Bí thư đó là thúc đẩy công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, phát động đấu tranh với những sai trái trong đảng, bộ máy nhà nước, đặc biệt đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng tiêu cực tha hóa với mục tiêu làm thế nào để đảng xứng đáng là đội tiên phong, lãnh đạo đất nước tiến hành thắng lợi sự nghiệp đổi mới trong giai đoạn lịch sử đầy thử thách. Đối với những người đã từng may mắn được làm việc với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, họ càng có cơ hội hiểu sâu sắc hơn về một người lính dày dặn kinh nghiệm nơi trận mạc và cũng là một nhà lãnh đạo, một người cộng sản chân chính. Bắt đầu giúp việc cho nguyên Tổng Bí thư từ năm 1984, khi đồng chí Lê Khả Phiêu vẫn còn là đại tá, chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh 719. Ông Nguyễn Cao Thế vẫn còn nhớ rất rõ chân dung của một người lính dày dặn trận mạc, người lãnh đạo được tôi luyện trưởng thành trong các cuộc kháng chiến của dân tộc. Khi đồng chí Lê Khả Phiêu giữ chức Tổng Bí thư, một vị tướng nay làm công tác chính trị, đứng đầu đảng là việc mới, song vẫn thể hiện phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, luôn chịu khó, cầu thị và để lại dấu ấn trong công tác xây dựng đảng. Bác rất thấm những lời dạy của Bác Hồ. Thì Bác luôn luôn nói là Bác Hồ dạy chúng ta rằng phải coi giữ gìn đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Và Bác Hồ nói là đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Thì Bác Phiêu hiểu là cái đoàn kết đó là gì? Cái đoàn kết đó là phải thẳng thắn, trung thực, chung với đảng, chung với nước, hiếu với dân. Ký ức của ông Nguyễn Cao Thế về vị thủ trưởng trực tiếp của mình đó chính là tư tưởng của một người lãnh đạo thẳng thắn, quyết liệt với việc chống tham nhũng, lãng phí. Nguyên Tổng Bí thư đã rất tâm huyết với việc chỉnh đốn đảng trong thời kỳ mới, đề xuất và có một nghị quyết về vấn đề này. Gần đây có những cái hiện tượng trong đảng, có những cán đảng viên là cán bộ chủ chốt thì có những vấn đề này, vấn đề khác. Là như Bác Trọng thường nói là lợi ích nhóm đó. Thì Bác Phiêu cũng đã hiểu từ trước đến giờ, chứ không phải là đến bây giờ Bác mới hiểu. Cho nên là một cái đảng cầm quyền, anh muốn tốt, anh muốn được lòng dân, thì trước hết anh phải vì dân phục vụ. Đảng phải vì dân. Vì lúc đó thì dân lại với ngược lại lại dân lại với vì đảng.
Còn đối với những người có cơ hội được gặp gỡ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong cuộc sống đời thường, thì đó lại là ấn tượng về một vị lãnh đạo cấp cao nhưng lại vô cùng gần gũi và giản dị. Đối với những người cán bộ mà đã qua hết các cái cương vị ở các cấp dưới thì sẽ biết thấu hiểu, biết thông cảm cho cấp dưới, biết lắng nghe cho cấp dưới và để có những cái chỉ đạo sâu sắc hơn. Đấy là cái cảm nhận thứ nhất. Cái thứ hai là cảm nhận của tôi về các bác là cái tình bạn chiến đấu, tình đồng đội của bác. Bởi vì sao tôi nói như vậy? Là vì khi bác đã lên ở cương vị rất cao rồi, đồng đội của bác đã về hưu mà ở vùng quê xa chứ không phải gần Hà Nội, bác vẫn cố gắng đến thăm. Với những cống hiến từ khi còn là một người lính nơi chiến trường cho đến khi nắm giữ cương vị cao nhất của đảng, đồng chí Lê Khả Phiêu đã để lại những ký ức tốt đẹp cho những người có may mắn được làm việc, được gặp gỡ ông, khơi gợi ở họ những ý nghĩ hành động tích cực. Đó là những đóng góp, những giá trị mà nguyên Tổng Bí thư đã để lại cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước ngày nay. Đồng chí Lê Khả Phiêu là người thẳng thắn, rất công tâm, khách quan, nói rõ sự thật, chỉ rõ những mặt hạn chế yếu kém, nhất là công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội. Trong nhiều hội nghị cán bộ toàn quân, đồng chí đã nghiêm túc chỉ ra hạn chế, khuyết điểm của công tác giáo dục chính trị tư tưởng văn hóa trong quân đội so với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đổi mới đất nước. Vì vậy, đồng chí đã chỉ đạo toàn quân phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh, khắc phục mọi biểu hiện thờ ơ về chính trị, phai nhạt mục tiêu lý tưởng của đảng, dẫn đến nguy cơ chệch hướng chính trị và nó có thể dẫn đến nguy cơ tự diễn biến trong nội bộ. Khi đã trở thành Tổng Bí thư, ông lăn lộn với cuộc sống của người dân, nắm bắt tường tận tình hình ở các tổ chức cơ sở đảng. Ông đã thấy rõ những khuyết tật trong đảng về tình trạng lộng quyền, chuyên quyền độc đoán, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu của một số cơ sở đảng bị tê liệt. Từ đó, ông đã đề xuất với Bộ Chính trị, Trung ương triển khai cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng, cho ra đời Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 khóa 8. Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải bài viết của ông Đậu Ngọc Đảng, nguyên tổng biên tập tạp chí truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, người thăm bệnh có thể là nguồn lây nhiễm tiềm ẩn đối với các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khi có thêm các ca mắc mới liên quan đến một số bệnh viện, Bộ Y tế đã ra công điện yêu cầu các cơ sở y tế phải đẩy mạnh các giải pháp phòng chống kiểm soát lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế cũng đã ra khuyến cáo đề nghị các bệnh viện trên địa bàn không tổ chức hoạt động người nhà thăm bệnh. Bệnh viện Chợ Rẫy mỗi ngày có trung bình từ 2.700 đến 3.000 bệnh nhân nội trú. Không áp dụng thăm bệnh là một trong những khuyến cáo của bệnh viện nhằm hạn chế tối đa người dân phía bên ngoài tập trung vào các khoa phòng điều trị. Trong buổi làm việc gần đây với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện cho biết người nuôi bệnh nhân nội trú cũng chỉ cố định một người và không đổi trong ít nhất một tuần. Việc phân luồng bệnh được kiểm soát chặt. Tạm thời dừng hoạt động phòng khám chuyên gia, chuyển phân luồng toàn bộ những bệnh nhân hô hấp và tai mũi họng là những bệnh nhân mà có những triệu chứng nó gần giống với COVID thì sẽ phân luồng vào trong một cái khuôn viên, đó là khu phòng khám chuyên gia, để thực hiện việc sàng lọc riêng cho đối tượng bệnh nhân này. Lượng bệnh của nội trú của bệnh viện đã giảm xuống đáng kể nên là để giảm cái lượng tập trung đông người ở cho bệnh viện. Nên là còn cái luồng như là bệnh nhân thận nhân tạo thì bệnh viện có một cái luồng đi riêng cho người thận nhân tạo và thậm chí dự phòng cho trường hợp là bệnh nhân có trường hợp bệnh nhân thận nhân tạo mà cần chạy thận, có một khu vực riêng để chạy thận cho những bệnh nhân đó. Thống kê gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 2,5 triệu lượt khám chữa bệnh nội trú. Để không bệnh viện nào trở thành ổ dịch, ngành y tế thành phố khuyến cáo về ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước nguy cơ dịch bệnh. Người Việt Nam của chúng ta có một đạo lý là chúng ta người lành thì sẽ đi chăm người ốm, đi thăm bà con thân hữu. Tuy nhiên trong tình hình mới thì chúng ta cũng cần có cái sự thay đổi về nhận thức, bởi vì không khéo chúng ta có thể lây bệnh cho người bệnh đó bất cứ lúc nào. Phương pháp phòng vệ của chúng ta là phải thông thoáng, phải giãn cách. Ngoài bảo vệ người bệnh nội trú, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh việc khám chữa bệnh tại nhà cho người lớn tuổi, cấp phát thuốc với thời gian dài cho người bệnh mãn tính nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm cho đối tượng dễ tổn thương khi dịch bệnh xâm nhập.
Với tinh thần chống dịch như chống giặc, phát huy tinh thần xung kích, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên trong việc chung tay thực hiện những việc làm thiết thực, góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các bạn đoàn viên thanh niên quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thành lập đội hình tuyên truyền hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. Đội hình tuyên truyền gồm 8 thành viên chính và hơn 200 bạn đoàn viên vệ tinh sẽ tận dụng 2 ngày cuối tuần với tinh thần đến từng ngõ, gõ từng nhà để giúp các cô chú cài đặt và hướng dẫn các bước sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh thông qua công nghệ Bluetooth. Tuy rằng cái ứng dụng này bản thân giới trẻ của chúng ta thì biết, nhưng đối với người lớn trong gia đình thì không. Nhưng khi mà được sự giới thiệu của mình thì ở trong gia đình rất là hưởng ứng, tất cả mọi người đã cài đặt ứng dụng Bluezone. Bản thân mình cũng là một thành viên của đội hình tình nguyện, thì mình sẽ lan tỏa những câu chuyện tải ứng dụng này để cho tất cả mọi người cùng biết và hiểu thêm. Các bạn sẽ được phân về các khu phố, tổ dân phố và cùng với lại tổ trưởng sẽ đi đến từng hộ gia đình để hướng dẫn người dân. Trước đó chúng tôi sẽ phải đảm bảo cái việc phòng chống dịch là đeo khẩu trang và sử dụng nước rửa tay trước và sau khi hướng dẫn cho người dân để đảm bảo an toàn khi mà tiếp xúc. Chương trình sẽ được các bạn trẻ triển khai cho đến khi tất cả người dân trên địa bàn phường Hòa Thạnh được cài đặt đầy đủ phần mềm và biết cách sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh cá nhân. Trước mắt, đây được xem là phương pháp hiệu quả trong công tác quản lý, truy vết, cảnh báo khi tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. Thì với vấn đề mà cài đặt Bluezone đó, thì tôi thấy là rất là hữu ích. Vì cái này đó thì để cho người dân, người ta được nhận định được là những người gần gũi mình đó, nó có mắc bệnh hay không để mình biết. Thì thấy các bạn đoàn viên này đến hướng dẫn về cái cài đặt Bluezone này, mình thấy rất là hay và có ý nghĩa, cho nên là mình cũng vận động cho người thân trong gia đình nên cài đặt. Có thể nói những hành động thiết thực của các chiến sĩ áo xanh thực sự là động lực quý giá, tuy nhỏ bé, bình dị nhưng đã góp phần tiếp lửa cho các chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu, ngày đêm đương đầu trong cuộc chiến chống dịch COVID. Theo Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến 11 giờ trưa ngày 11 tháng 8, số lượt tải ứng dụng Bluezone đã đạt 15,7 triệu lượt, tăng 15,5 triệu lượt tải so với thời điểm ngày 25 tháng 7. Để phát huy tốt hiệu quả của ứng dụng này trong việc phòng chống dịch COVID-19, cần đạt 30 triệu lượt cài đặt, tốt nhất là 45 triệu lượt. Dự kiến trong hôm nay và ngày mai, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón các chuyến bay đưa khách du lịch kẹt lại ở Đà Nẵng trở về. Và hôm qua, hai chuyến bay đầu tiên trong số 7 chuyến bay đưa du khách bị mắc kẹt tại thành phố Đà Nẵng vì lệnh giãn cách xã hội đã khởi hành về Hà Nội. Vui mừng, phấn khởi và quyến luyến là tâm trạng chung của nhiều người khi kết thúc chuyến du lịch kéo dài ngoài dự kiến vì dịch bệnh tại Đà Nẵng. Chị Bình vào Đà Nẵng vừa công tác nhưng cũng vừa kết hợp đưa gia đình du lịch nghỉ ngơi. Thế nhưng dịch bệnh và lệnh giãn cách xã hội khiến gia đình chị bị kẹt lại thành phố đến hôm nay đã gần một tháng. Nhưng với chị, điều không may đó lại cho chị những kỷ niệm thú vị. Kẹt ở đây ấy, thì được nhận cái sự quan tâm của rất là nhiều người, chia sẻ kể cả người thân trong gia đình, kể cả những ban lãnh đạo hay là những cái người dân xung quanh cái khu cách ly của mình. Có thể viết thành một câu chuyện hay là ghi lại nhật ký về những cái tháng ngày sống ở Đà Nẵng. Nó có nhiều kỷ niệm như thế. Tổng cộng sẽ có 7 chuyến bay đến ngày 14 tháng 8, trong đó có 4 chuyến đưa khoảng 830 khách về Hà Nội và 3 chuyến đưa 625 khách về thành phố Hồ Chí Minh. Các biện pháp đảm bảo an ninh, bảo hộ y tế, giãn cách người với người, đo thân nhiệt được thực hiện nghiêm ngặt đối với tất cả mọi người. Mỗi du khách còn được nhận một phần quà đặc sản Đà Nẵng của Sở Du lịch cùng thư cảm ơn của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Các lực lượng của Sở đã phối hợp rất là chặt chẽ cùng với các cái đơn vị liên quan của hai địa phương để thực hiện các cái bước thủ tục đảm bảo cho các chuyến bay được thực hiện an toàn và đảm bảo quy định về phòng chống dịch. Khi mà bị kẹt thì ai cũng mong mỏi được về sớm nhất có thể. Thì may mắn được Sở Du lịch hỗ trợ rất nhiệt tình. Người Đà Nẵng là rất thân thiện và chu đáo, đã sắp xếp cho mình và cũng như những người khác được có những món quà và mình rất vui. Khi xuống sân bay, tất cả các du khách này sẽ được thực hiện cách ly tập trung theo quy định về phòng chống dịch trước khi được về nhà. Dù phải trải qua nhiều bất tiện do dịch bệnh bùng phát, nhưng nhiều du khách vẫn dành những ấn tượng tốt đẹp về thành phố Đà Nẵng văn minh hiếu khách.
Từ kinh nghiệm Quảng Nam, Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương thành lập các tổ tuyên truyền và giám sát cộng đồng để đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra các trường hợp nghi ngờ, báo y tế kiểm tra, đặc biệt cần triển khai mạnh ở các địa phương có ca nhiễm. Do đó, từng địa phương nên suy nghĩ về một chiến lược chống dịch bệnh hiệu quả cả về kinh tế và đặc biệt là y tế. Tinh thần là không được chủ quan, mất cảnh giác, nhưng lưu ý việc đóng cửa nghiêm ngặt ở quy mô quá rộng không chỉ tê liệt mọi hoạt động kinh tế xã hội mà tác động tiêu cực đến tâm lý, tình cảm của người dân. Thông tin chi tiết trên báo Tuổi Trẻ. Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu dịch COVID-19 diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, dự kiến có khoảng 4.800 đến 5.000 doanh nghiệp bị ảnh hưởng với 160.000 đến 180.000 lao động ngừng việc, nghỉ việc. Sở đang phối hợp với các sở ngành chủ động có phương án hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, phải cho nhiều người lao động thôi việc. Đồng thời tổ chức sàn giao dịch việc làm, đẩy mạnh tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm để người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm. Sở cũng vận động doanh nghiệp giãn ngày làm việc, luân phiên để nhiều người lao động cùng có việc làm thay vì cắt giảm công nhân. Thưa quý vị, khi số ca mắc COVID-19 trên thế giới vượt quá 20,5 triệu người và ca tử vong trên 736.000 trường hợp, thì việc Nga công bố có vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Nga vào ngày 12 tháng 8 thông báo lô vaccine đầu tiên ngừa COVID-19 được chờ đợi từ lâu sẽ sản xuất xong và sẵn sàng đưa vào sử dụng trong vòng 2 tuần nữa. Một nhìn ra thế giới ngày hôm nay sẽ cung cấp những thông tin thêm về vaccine này, cũng như những phản ứng mới nhất xung quanh nó. Ngày 11 tháng 8, Tổng thống Nga tuyên bố nước này chấp thuận vaccine chống COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Hôm nay, vaccine đầu tiên chống sự lây nhiễm của virus corona chủng mới đã được đăng ký lưu hành. Tôi biết vaccine hoạt động khá hiệu quả, hình thành miễn dịch ổn định. Và tôi nhắc lại, nó đã vượt qua tất cả những bước kiểm tra cần thiết. Diễn biến này được Nga ca ngợi như là bằng chứng về tính ưu việt của nền khoa học Nga. Ví von, đây là khoảnh khắc Sputnik. Ý so sánh tuyên bố này với vụ phóng vệ tinh Sputnik 1, vệ tinh nhân tạo đầu tiên của thế giới vào năm 1957. Sự kiện Liên Xô bất ngờ phóng vệ tinh Sputnik 1 cách đây 63 năm đã mở màn cuộc chạy đua thám hiểm không gian. Ông Kirill Dmitriev, Chủ tịch Quỹ Đầu tư Nhà nước Nga, quỹ tài trợ cho cuộc nghiên cứu vaccine này cho biết, vaccine này sẽ được đưa ra thị trường nước ngoài với tên gọi là Sputnik V. Cũng như sự kiện Sputnik 1, Sputnik V được xem là một chiến thắng của Nga trong cuộc chạy đua bào chế vaccine chống COVID-19. Sputnik V được bào chế bởi Viện Nghiên cứu Gamaleya, phối hợp với Bộ Quốc phòng Nga. Theo Viện Nghiên cứu Gamaleya, để đảm bảo miễn dịch lâu dài, các nhà nghiên cứu của họ đã tìm ra một giải pháp mang tính đột phá là sử dụng hai vector khác nhau cho hai lần tiêm, nhằm tăng cường hiệu quả của vaccine. Đây là công nghệ khác biệt của Sputnik V so với các vaccine khác đang được bào chế trên thế giới. Cũng theo Viện Nghiên cứu Gamaleya, vaccine này được cho là có khả năng bảo vệ một người khỏi virus SARS-CoV-2 trong vòng 2 năm. Ông Kirill Dmitriev cũng cho biết, hơn 20 nước đã đặt hàng Nga để có được vaccine này, với số lượng đặt hàng lên đến 1 tỷ liều. Dự kiến, khoảng 500 triệu liều vaccine Sputnik V sẽ được sản xuất mỗi năm. Tuy nhiên, vaccine này được chấp thuận trước khi giai đoạn thử nghiệm lâm sàng về tính hiệu quả và an toàn của nó được hoàn tất. Giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3 với sự tham gia của hơn 2.000 người ở Nga, một nước Trung Đông và châu Mỹ Latin bắt đầu từ ngày 12 tháng 8. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nhận lời mời thử nghiệm lâm sàng vaccine Sputnik V tại Philippines trong tháng 8 và cho biết ông hy vọng sẽ nhận được vaccine COVID-19 miễn phí của Nga. Trong khi đó, Brazil và Serbia cho biết sẵn sàng nhập khẩu vaccine của Nga. Phản ứng về tuyên bố về vaccine Sputnik V của Nga, cộng đồng khoa học quốc tế bày tỏ sự lạc quan một cách thận trọng và nghi ngờ bởi Nga chỉ mới tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine trong chưa đầy 2 tháng và mới chỉ có 38 người được tiêm thử nghiệm. Giai đoạn thử nghiệm thứ 3 thường mất nhiều tháng mới hoàn thành và cần có sự tham gia tình nguyện của hàng ngàn người. Sputnik V vẫn chưa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp nhận. Người phát ngôn WHO cho biết, ông cảm thấy được khích lệ bởi tốc độ mà các vaccine đang được bào chế. Tuy nhiên, về công bố của Nga, ông nói, tôi chỉ có thể nói rằng, chúng tôi đang duy trì liên lạc gần gũi với các cơ quan chức trách y tế của Nga và đang thảo luận với phía Nga về khả năng WHO chấp thuận vaccine này trước. Một lần nữa, tôi nói rằng, việc chấp thuận trước pre-qualification đối với bất kỳ vaccine nào
cũng cần có sự đánh giá và thẩm định thấu đáo tất cả các dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả của vaccine. Bộ Y tế Đức cho rằng vẫn chưa có dữ liệu về chất lượng, hiệu quả và độ an toàn của vaccine ngừa COVID-19 mà Nga điều chế và đăng ký lưu hành. Cơ quan này lưu ý rằng vaccine của Nga vẫn chưa vượt qua nghiên cứu giai đoạn 3, vì vậy Berlin không đàm phán cùng phát triển vaccine với Moscow. Trong khi đó, bà Kellyanne Conway, cố vấn của Tổng thống Donald Trump cho rằng vaccine ngừa COVID-19 của Nga tụt hậu so với sự phát triển của Mỹ và mới được thử nghiệm cho quá ít người. Nhiều nước khác cũng đang ráo riết chạy đua bào chế vaccine chống COVID-19 với tổng cộng khoảng 159 vaccine. Trong đó, Mỹ đã phát động chiến dịch gọi là chiến dịch siêu tốc Operation Warp Speed. Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh tật truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, thành viên của tổ công tác đặc biệt chống COVID-19 của Nhà Trắng, cũng bày tỏ hoài nghi về vaccine của Nga. Có được một vaccine và chứng minh rằng vaccine đó an toàn và hiệu quả là hai chuyện khác nhau. Tôi hy vọng người Nga thực sự đã chứng minh được rằng vaccine của họ an toàn và hiệu quả. Nhưng tôi rất nghi ngờ tuyên bố cho rằng họ đã làm được điều đó. Cách làm việc của Mỹ là quan tâm đến an toàn và hiệu quả. Thông thường, quy trình chuẩn bị cho việc bào chế vaccine phải trải qua 4 giai đoạn và phải nhiều năm mới có thể cho lưu hành một vaccine. Tuy nhiên, do tính cấp bách của tình hình dịch COVID-19, quá trình này đang được nhiều nước đẩy nhanh đến mức chưa từng có tiền lệ. Trong thực tế, thế giới đã chứng kiến những trường hợp tai biến hoặc sai lầm trong bào chế vaccine. Ví dụ như vụ việc vaccine chống sốt xuất huyết đang đầu tiên trên thế giới, Dengvaxia, do hãng Sanofi Pasteur bào chế. Dường như để xua tan những nghi ngờ, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh rằng một trong những cô con gái của ông đã được tiêm vaccine mới Sputnik V. Phía Nga cũng cho biết sẽ sớm cung cấp dữ liệu về vaccine này theo yêu cầu của quốc tế. Quá trình sản xuất hàng loạt Sputnik V dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm nay. Người dân Nga sẽ có được vaccine này vào tháng 1 năm 2021. Nếu vaccine của Nga được chứng minh tính hiệu quả và an toàn, thì đây là một tin vô cùng tốt lành cho thế giới, giúp thế giới đánh bại cơn đại dịch nghiêm trọng nhất trong nhiều chục năm qua. Thưa quý vị, Đảng Cộng hòa ở Mỹ đang hối thúc chính phủ và các nghị sĩ Đảng Dân chủ tái khởi động đàm phán về gói cứu trợ COVID-19 tiếp theo. Lời hối thúc được lãnh đạo phe đa số của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán về gói cứu trợ này vẫn đang bế tắc. Theo Thượng nghị sĩ McConnell, kể từ khi đàm phán đổ vỡ ngày 7 tháng 8, hai đảng vẫn chưa có thêm cuộc gặp nào và đã đến lúc phải ngồi lại để đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, người dân Mỹ đang rất mong đợi thỏa thuận này vì có liên quan trực tiếp tới việc làm y tế, mở cửa lại trường học và chi trả tiền mặt trực tiếp cho những người có thu nhập thấp. Trước đó, hai đảng không thể đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ COVID-19 mới do phe Dân Chủ đề xuất gói cứu trợ 3.400 tỷ đô la Mỹ, trong khi phe Cộng Hòa chỉ đề xuất 1.000 tỷ đô la Mỹ. Giới chuyên gia nhận định kinh tế Mỹ đang đứng trước nguy cơ suy thoái nếu các bên không đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ tài chính mới trong vài tháng tới. Tính đến nay đã có 3 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương khi cảnh sát đụng độ với hàng trăm người Hồi giáo ở thành phố Bengaluru, miền Nam Ấn Độ. Đám đông giận dữ đã xông vào tấn công đồn cảnh sát và phóng hỏa đốt xe. Sự việc bắt nguồn vào một bài đăng trên Facebook bị coi là xúc phạm đạo Hồi. Bạo lực bùng phát sau khi những người biểu tình tụ tập vào đêm 11 tháng 8 bên ngoài đồn cảnh sát và nhà của một chính trị gia địa phương. Người nhà của chính trị gia này bị cáo buộc đăng các nhận xét liên quan đến nhà tiên tri Muhammad. Một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết lực lượng chức năng ban đầu đã sử dụng hơi cay và dùi cui, nhưng sau đó chuyển sang bắn đạn thật để tự vệ và giải tán đám đông. Đã có 3 người chết, ít nhất 60 cảnh sát bị thương và hơn 110 người bị bắt giữ trong cuộc xung đột này. Lãnh đạo cơ quan nội vụ bang Karnataka cho biết sẽ điều động thêm cảnh sát đến Bengaluru để phản ứng với các hoạt động bất hợp pháp. Nhà chức trách cho biết người chịu trách nhiệm về bài đăng trên Facebook đã bị bắt và luật cấm tụ tập đã được áp dụng trong thành phố. Bạo lực ở miền Nam Ấn Độ xảy ra chỉ vài tháng sau cuộc bạo động ở thủ đô New Delhi. Trong vụ việc đó, hơn 55 người, hầu hết là người Hồi giáo, đã thiệt mạng. Sau vụ tàu chở dầu MV Wakashio của Nhật Bản bị mắc kẹt và rò rỉ khoảng 1.000 tấn dầu ra vùng biển của Mauritius, nhà chức trách và người dân nước này đang phải gấp rút triển khai các kế hoạch dọn dẹp thiệt hại trong những ngày vừa qua. Các nhà môi trường quan ngại, hệ sinh thái biển tại Pháp Pointe des Nids đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng. Thủ tướng Pravin Jugnauth cho biết
Tàu chở hàng MV Wakashio vẫn đang chứa khoảng 2.000 tấn dầu và thân tàu có thể sẽ bị dỡ làm đôi. Chính phủ nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do tràn dầu và hiện đang làm việc với Pháp để cố gắng loại bỏ dầu. Tàu MV Wakashio được đóng vào năm 2007 thuộc sở hữu công ty Nagashiki Shipping của Nhật Bản nhưng treo cờ Panama. Tàu bị mắc cạn hôm 25 tháng 7 khi đang trên đường từ Singapore đến Brazil. Thưa quý vị, thời gian qua, các cấp các ngành đã có nhiều giải pháp quyết liệt đấu tranh triệt phá các đường dây vận chuyển buôn bán tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã. Thế nhưng tình hình buôn bán tiêu thụ động vật hoang dã vẫn diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Để đảm bảo thực thi nghiêm pháp luật về quản lý động vật hoang dã, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 29 về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã tại Việt Nam. Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang tập trung đẩy mạnh các giải pháp để triển khai chỉ thị này, đặc biệt trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có nguồn gốc phát sinh từ động vật hoang dã. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi đến các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép. Tại Việt Nam, nếu ai đó tham gia buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, họ có thể phải ngồi tù 15 năm và phải đối mặt với mức phạt lên tới 15 tỷ đồng. Đó là một trong những hình phạt nghiêm khắc nhất trong khu vực. Tuy nhiên, chúng ta cần mạnh tay hơn để có thể bắt giữ và ngăn chặn những hành vi phạm pháp ở cấp độ lớn. Những cái điều luật tôi thấy cũng cần phải tăng nặng lên để có tính răn đe các đối tượng. Ví dụ như là sừng tê giác ngà voi, mà ngà voi mình quy định là chỉ có 2 kg trở lên thì mới xử lý hình sự, thì tôi thấy là số lượng này là lớn, mình có thể hạ xuống ví dụ như là chỉ dưới 1 kg hoặc từ 0,5 kg trở lên là có thể xử lý hình sự được. Hiện tại với cơ quan khoa học thì chúng tôi đang làm chức năng về giám định các cái vụ việc mà buôn bán liên quan đến bất hợp pháp thì sẽ được chuyển cho cơ quan khoa học để xác định các cái nguồn gốc cũng như là các cái loài voi hoặc tê giác có được xuất xứ từ các cái nước trên thế giới chuyển về Việt Nam. Và chúng tôi thì cũng đã phối hợp với cơ quan quản lý CETIS để xây dựng các cái dữ liệu về các cái mẫu vật này. Từ 2014 đến nay thì chúng ta cũng đưa ra truy tố là 53 vụ có liên quan đến thương mại bất hợp pháp về động vật hoang dã, và chúng ta xét xử là 38 vụ. Thế thì rất là hy vọng là càng ngày thì cái xét xử nó sẽ nhiều hơn để tiệm cận với cái việc mà chúng ta đưa ra. Thế giới cũng đánh giá là Việt Nam đã có những nỗ lực, tất nhiên cần phải nỗ lực hơn nữa. Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, không sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã, cũng như không tham gia vào các hoạt động săn bắn, vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trái phép để bảo vệ chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Đây là điều kiện cần thiết để bảo tồn nguồn gen động vật hoang dã, đồng thời hạn chế các tác động lây bệnh từ động vật hoang dã sang người và loại trừ một ngành nghề kinh doanh bất hợp pháp. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố sẽ phối hợp với 24 quận huyện tổ chức tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa xã hội, kinh doanh ngành nghề nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Theo đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành tổng kiểm tra, trấn áp tội phạm, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ tiềm ẩn tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc, kích dục, nhảy múa, thoát y, khiêu dâm trên toàn thành phố. Ủy ban Nhân dân 24 quận huyện cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm của cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn xã hội, kinh doanh dịch vụ gây ồn, hoạt động sau 24 giờ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ tịch, trưởng công an xã, phường, thị trấn là người chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm pháp luật về tệ nạn ma túy, cờ bạc, mại dâm, kích dục, khiêu dâm, nhảy múa thoát y, kinh doanh quá giờ, gây ồn ào tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Tin mới cập nhật thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, nước ta ghi nhận thêm 3 ca dương tính nCoV, trong đó 2 ca tại Quảng Nam và 1 ca tại Bạc Liêu được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 883 ca mắc COVID-19. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Kính chào tạm biệt.